Hồi hai xin chào. Ủa, sao không có ai hết trơn vậy ta? Đi vô. Hello, ủa, mới nghe tiếng zombie ở đây mà ta. Sao kỳ vậy? Đi vô luôn. Xin chào mọi người nha. Ủa, mới nghe tiếng đây mà đi đâu hết trơn người ta? Hồi đi vô. Hết hồn chưa? Ủa, có đứa nào đâu hết hồn? Thường là tụi nó đi trơn cô giáo, tụi nó đi sớm lắm mà ta. Thôi, mình tranh thủ đi uống cà phê thôi. Ê, thầy đi rồi, tụi bay ơi, thầy đi rồi. Dụ được thầy rồi. Bây giờ để coi nhiệm vụ hôm nay chúng ta sẽ làm gì nha anh em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cái chapter 2. Đây, còn một màn ở đây là cái màn Giáng sinh chúng ta chưa làm xong nè. Tại ta mới phát hiện trò này vui lắm nè. Nhưng mà cái này tốn 100 vàng nha. Đây, vô thôi anh em. Xin chào mấy đứa muốn cô làm gì đây? Nhạy hip hop cô ơi. Trời ơi, bà nhảy sắp mặt luôn mày ơi. Trời ơi, công chúa đã đi vào giấc ngủ ngàn thu rồi mày ơi. Ê, tao có cách này để cho bà tỉnh dậy nha nè. Thầy ơi. Hả, có chuyện gì vậy? Ủa, sao bà cô bà nằm ở đây vậy ta? Ơi trời, thầy tới thăm tôi đó hả? Tôi khỏe lại rồi nè. Trời ơi, không có vụ đó đâu nha cô. Không có vụ đó đâu. À, bốn đứa hay lắm nha, dám trôn tôi hả? Thầy có cho cô ấy một nụ hôn để cô ấy tỉnh dậy không thầy? Hôn cái đầu của em á chứ hôn. Ai biết đâu, em tưởng đâu hoàng tử phải cho công chúa một nụ hôn mới tỉnh dậy được chứ. À, trời, có cho tôi tiền tôi cũng không dám nữa. Tới giao thừa tôi đón Noel. Đây là cây thông Noel của mình, trời ơi. Công nhận là mình trang trí nó đẹp thiệt á. Giờ cắm điện vô. Đó. Đẹp quá, ô chưa một. 2, 3. Wow, Merry Christmas. Đẹp quá. Ôi thầy ơi, hôm qua mới cái mùa xuân mà hôm nay đã Noel rồi hả thầy? Thầy cũng không biết nữa, thời tiết trong này sao nó thay đổi tùm lum hết trơn à. Có khi ngày mai là mùa hè, ngày mốt là mùa thu luôn á. Thầy ơi, mùa thu là mùa lá rụng về cội rồi, chừng nào thầy rụng thầy? Ai biết chừng nào nó muốn rụng thì nó rụng thôi. Thôi thầy ơi, thầy đừng rụng, tụi em cứu thầy mệt lắm thầy ơi. Bây giờ chúng ta sẽ vào nhà cô giáo thôi, tụi bay ơi. Wow, nhà của cô đã bị phủ đầy tuyết rồi. Vậy chúng ta sẽ gọi cô là cô giáo bạch tuyết. Tính ra nó không có liên quan gì luôn á. Em cũng thấy vậy á thầy, nó sầm chó á thầy. Thầy bữa thầy có coi cái tập mới nhớ không? Có, cái tập đó không có thầy, tụi bay làm gì vậy? Trời, thầy biết tin gì chưa, thầy bị cắm sừng rồi đó. Cái sừng của thầy nó bự giống như là cái sừng con từng lộc mà ông già Noel cỡ vậy thầy. Đúng rồi, bà cô bà lén lút á. Ủa, không phải lén lút nữa mà bà công khai dẫn cái ông gì về á thầy. Ông đó ông xấu xí hơn thầy nhiều. Ông không làm mà ông còn đòi ăn nữa. Nên tụi em đang nghĩ cách trôn bả với cái ông đó, làm cho ông chạy mất dép luôn thầy. Chỉ có cô và thầy mới được hạnh phúc bên nhau thôi. Trời đất ơi, ai mượn mấy em làm vậy, cho tôi bình yên một chút đi. Vậy là thầy chưa có nghe trứng gan cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cơ, cần thầy cơ. Sai rồi, câu đó sai rồi, câu này mới đúng nè. Thầy ơi, vì gió lạnh đã về, bao nhiêu lớp áo không bằng lớp cơ. Lớp cái đầu mấy em á. Wow, cái hồ này nó đóng băng luôn nè mấy đứa ơi. Đó, ơi sống qua được cái hồ này ta. Thôi lạnh quá thầy ơi, đừng có ra cái hồ băng thầy ơi. Nó mà lọt chứ như một cái là đóng băng chân cút luôn á. Rồi, dựng thang được luôn nè mấy đứa. Ôi, leo lên được luôn nè. Ê, thầy đang đi trên không trung luôn. Quá dữ, ấy lọt xuống đây rồi. Công nhận là có tiết vui thiệt luôn á. Nhưng mà có một cái là hơi bị lạnh á thầy ơi. Em lạnh teo luôn rồi nè thầy ơi. Đây, bây giờ thầy sẽ làm một cái thí nghiệm nữa. Là sẽ trồng hai cái thang này lên để coi tới đâu. Đó, để đây. Ơi, nó rung té thầy ơi, té thầy ơi. Ui da, trời. Cái thang kỳ vậy thầy. Không được rồi, thầy tưởng đâu nó lên được nữa. Ấy, rồi, ủa, rồi, mất tiêu cái thang luôn rồi. Đâu rồi mấy đứa? Ở dưới chân thầy kìa, đó, ngay chỗ gốc cây kìa. À, là lạnh quá thầy ơi, đi vô thầy ơi, lạnh quá à. Lạnh muốn teo trứng cút luôn mà thầy cứ đi ra ngoài không à. Đây, cái quy tắc không thể nào quên là chúng ta sẽ thải mấy cái bãi chuột cho cô đạp chơi. Đây, đặt cái bãi chuột ở đây đi, đó. Lạnh quá, đốt hột quẹt diêm lên bếp ga mới được. Bật bếp ga lên, đó, cho nó ấm xíu. Rồi, ấm quá mấy đứa ơi. Cái thông gì đâu mà xấu quá. Ê, bay vô gà, lẹ, chạy, mọi người ơi, chạy đi. Trời, tại mày á, phải mày chê xấu như chó, phải đâu gượt đâu. Ê, bay gượt nữa kìa mày ơi, lẹ mày ơi, chạy, lẹ. Hú hồn con chim én. Trời ơi, phía trước này cô trang trí đẹp thiệt á, có chữ gì lớp Heroclide kìa. Đó, cô ra, happy birthday. Trời ơi, bà đứng hình mắt đây luôn rồi, bà
Công nhận là cô hay thiệt đó mày. Cô có cái áo cô bận 8 năm nay chưa giặt luôn á. Giống như thầy của mình thôi, có cái quần với cái áo bận hoài thôi. Cái gì? Tôi có 4 bộ giống vậy nha, còn 8 bộ để ở nhà nữa. Nhưng mà cái quan trọng nhất là lúc mà thầy bận cái bộ đồ đó ra ngoài, người ta đâu có biết thầy bận cái bộ đồ mới đâu. Người ta tưởng đâu thầy có bộ đồ mặc hoài không biết dơ là gì hả. Người ta sẽ dần xa lánh thầy, tại vì sao? Tại vì thầy quá là hôi nách. Đúng như vậy. Đó, thầy biết cái lý do tại sao dân làng sợ thầy chưa? Không phải là sợ sức mạnh của thầy, mà sợ cái sự hôi nách của thầy nó lan tỏa hết cái làng, nên người ta phải đuổi thầy đi thôi. Hay nữa, tôi bún trứng cút em giờ à. Ôi. Trời trời, cô chơi lựu đạn luôn thầy ơi. Cái này mà không làm mà đòi ăn là cô cho ăn lựu đạn thấy mẹ luôn á. Wow, nhìn cũng ngon dữ nè. À, mày ăn đi, biết mày ăn món này là món khoái khẩu của mày nè. Cuối cùng ta đã có lựu đạn trong tay. Lựu đạn trong tay đánh bay tất cả thầy giáo trứng cút biển sâu. Đánh đâu là nát đó. Ê, bây giờ tụi mình đi cài lựu đạn đi mày. Trời ơi, không được đâu, này nguy hiểm lắm, phải có sự hướng dẫn của người lớn. Đó thầy đó. Trời ơi, mày nghĩ sao vậy? Mày cài bơm người yêu của thầy, không lẽ thầy chỉ mày? Ờ hen, vậy mà tao cũng không nghĩ ra nữa. Bây giờ phải làm sao ta? Bây giờ cài đâu vậy ta? Cái này là pháo Trung Quốc, nó làm giống cái lựu đạn thôi, nhưng mà nó nổ rất là ít. Đó, bây giờ chúng ta sẽ kiếm chỗ nào đó để cài lên tụi bay ơi. Và phía trước nhà cô cũng có trang trí nè, nãy giờ tụi mình đi vòng vòng mà không có coi. Ôi, nó tròn tròn giống như là trái lựu đạn nè mày. Hay bây giờ tụi mình cài lên mấy cái trái này đi. Ờ, được đó, hay ho đó. Rồi, ủa, mà cái này cái màu nó khác mà. Nè tụi bay coi đi, nhìn phát là biết liền. Hay bây giờ chúng ta đi tìm một cái bình sơn đi, chúng ta xịt nó. Chỉ có cái phòng dụng cụ này mới có sơn thôi đúng không thầy? Ờ à, đúng rồi, có muốn lấy gì thì vô phòng dụng cụ mà lấy. Ờ à, đúng rồi, mấy em nói gì cũng đúng hết trơn á. Ê kìa, cái gì kìa, cái bình gì kìa mày ơi. Đây có một cái bình màu đỏ, ấy cái bình sơn. Á à, ha ha, ngon. Đây là một cái bình sơn màu vàng. Đó, lấy. Rồi, có hai cái bình nước sơn rồi nè. Đây chúng ta sẽ cài lên đây và xịt cái nước sơn màu vàng lên. Ủa xong được mày ơi, bây giờ là đặt ở đâu vậy mày? Hay là bây giờ tụi mình đặt lên cái cây thông này đi. À cũng được á. Hình như là nó hiện cái nút đỏ này lên, là chúng ta chỉ cần bấm vô là được rồi đó. Ấy cô ra kìa, bả ra kìa, bả ra kìa, bé ơi, bả ra kìa, bé ơi. Chạy sao giờ cô làm sao? Thích chơi không? Đó giờ cô làm sao nè. Nè trả cô mấy chưa lựu đạn nè. Rồi cuối cùng cũng đã xâm nhập trở lại được rồi bé ơi. Bây giờ tôi sẽ gắn lại. Ơi, từ từ. Ủa sao kỳ vậy? Trời ơi, nãy tôi đã kêu từ từ rồi, mày chưa có rút dây điện mà. Ừ, vậy hả? Hèn chi. Xin lỗi anh em. Thầy có sao không thầy? Nổ khét đen chứ rút luôn chứ sao cái thằng này. Hồi nãy là em làm sai, bây giờ em sẽ chuộc lỗi nha mọi người. Bây giờ em sẽ lên trển, em kêu cô lấy bánh ra cho em ăn. Chứ em đói bụng lắm rồi. Câu lại gần thu thì bố siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Không làm mà đâu có ăn thì ăn đâu quay. Em sẽ không bao giờ đợi ăn nữa đâu thầy. Đó, lần này em sẽ chơi tí mỹ hơn, em sẽ rút dây điện. Đó, em sẽ cài bơm lên. Đó, đẹp chưa? Rồi bây giờ em sẽ xịt nước sơn vàng lên cái nữa. Quá xịn xò. Ghê chưa? Quá ghê luôn. Xin chào anh, đây là cây thông Noel mà em đã chuẩn bị từ năm trước tới năm nay vẫn chưa xong đó. À, em dành tôi tặng anh là tình yêu cao cả của em dành cho những thằng không làm mà đòi ăn như anh. Đó thì ủa sao chưa có điện ta? Trời ơi, chắc nãy em quên cắm điện rồi. Bây giờ em sẽ cắm điện cho anh xem nha. Trời hơi già lắm cắm quá anh hiểu không? Đó, không làm mà đòi ăn. Đó, cắm điện nè. À, anh xem nè. Chưa từ từ. 1, 2, 3. Ta-da! Trời ơi, ai à. Nhiệm vụ Giáng sinh đã kết thúc rồi thầy ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ của chapter 2 thôi. Màn đầu tiên chúng ta sẽ có là màn con chuột. Và ở cái chapter này chúng ta sẽ có năm dáng đó thầy. Mấy em tròn bơm như vậy thì ông nói làm sao mà dám quay trở lại nhà của cô nữa. Đúng rồi đó, nên vì vậy là tình yêu của cô luôn dành cho thầy mà. Thôi khỏi, quên đi bạn ơi. Ê, ở đâu mà nhiều chuột quá vậy? Trời ơi, tao ghét những cái sinh vật dơ bẩn này có mặt trong nhà của ta.
Thầy có nghe là ghét của nào trời trao của đó chưa? Bây giờ em sẽ trao cho cô mấy con chuột. Ê mày, hình như là thầy cũng đang ghét cô á. Có khi nào số trời định là thầy sẽ thuộc về cô không ta? Lúc đó thầy sẽ được cô ôm ấp ủ giống như là một đứa con bé bỏng. Lo làm cái nhiệm vụ này đi nha, nếu không được là tôi sẽ không cho em chơi nữa đâu á. Trời ơi, thầy cứ yên tâm giao cho tụi em đi. Trước không chết sau cũng chết, thua lậu mà trước không được thì sau cũng được à thầy ơi. Đó, bây giờ em sẽ lấy cái bẫy chuột này em đi đặt chuột. Ê mà Mai Sương Trắng, nếu mà mày đặt chuột bằng cái bẫy này á thì con chuột nó sẽ chết sao mà hù được cô? À hen, nhưng mà trong nhà này cũng đâu còn cái bẫy nào khác đâu. Đặt chuột không được thì tao đặt người. Đây, tao đặt cái bẫy ở đây. Để coi hôm nay chỗ bếp có gì khác không nha ta. Đó, có ai để ý là thấy có gì khác không? Bây giờ mình sẽ bật lửa lên, mọi người thấy gì khác thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Đó, đây là cái lò vi sóng của cô nè mọi người ơi. Bật lửa này lên luôn cho nó chất. Đó, lấy cây pháo. Ê, bà cô bà mở cửa, bà đạp cái bẫy chuột của mình, bà đứng hình mất 5 giây luôn rồi kìa tụi bay ơi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ để lấy đồ thôi. Đây, đồ khác ở đây đó là một cái miếng pizza, ở là miếng phô mai nè mọi người. Nhìn cái miếng phô mai ta lại nhớ phim hoạt hình Tom và Jerry quá à. Hồi đó ai có xem giơ tay nha mọi người. Ủa bây giờ lấy cái miếng này rồi để đâu? Hay là để tao ăn luôn cho tụi bay ơi. Trời ơi, cái đồ ăn của chuột mày cũng dành nữa là sao? Ê, cái cửa này bị gì mày ơi? Ủa gì kìa? Cái cửa này đóng gì kìa? Hình như là cái cửa của cô nó xài wifi á mày ơi. Hổng gài mạng bị yếu á nên giờ nó lag rồi nè. Cái cửa gì đóng kỳ trời. Nè, bên này đóng, đáng nghe là phải đóng phía trước đúng không? À, 1, 2, 3, nhìn nó đóng nè. Đó, nó đóng lại sao luôn, định mệnh. Ta đã phát hiện được cái lồng chuột rồi đây. Đó, chuột đó, ăn đi. Sai rồi mày ơi, bên này mới đúng nè. Đây nè, cái bẫy này nè, đó. Ủa mà cái bẫy này chuột nó cũng chết ngắt luôn à. Ê tụi bay, cô bà đạp cái bẫy chuột xong bà đứng hình luôn rồi mày ơi. Kệ cho bà đứng yên luôn cũng được, vậy nó mới an toàn. Thường là cái phòng thiết bị này nó sẽ có đồ. Hay đây 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 đây. Rồi, cái bẫy chuột nè mày ơi. Cái lồng chuột chứ. Quá wow, đẹp vậy. Giống như là ở Việt Nam mình nè. À. Ê tụi bay quên để ý một cái quan trọng. Là gì Mai Sương Trắng? Có mồi, có bẫy. Rồi đặt chuột ở đâu? Trời ơi, việc đó mày cứ yên tâm đi để tao. Đó, tao biết chuột ở đâu hết trơn à. Đây nè, thấy không? Mày thấy cái nhầy xinh không? Đó. Bây giờ mình sẽ để cái bẫy chuột này ở đây. Đó, khi con chuột nó từ cái nhầy xinh nó chui lên, nó sẽ chui vô cái bẫy của mình. Tụi mày phải kiên nhẫn đợi biết không? 3 ngày sau. Tao đợi 3 ngày luôn rồi đó mày ơi, tao quậy lắm rồi đó. Chưa có chuột mày ơi, thôi dẹp mẹ luôn mày ơi. Cầm bẫy chuột đi chỗ khác đi. Nè nè, đặt đặt vô nhà tắm đi. Lỡ con chuột nó đi tắm rồi nó chui vô đây rồi sao? Trời ơi, tào lao quá, con chuột nào mà đi tắm. Trời ơi, lấy đi ra chỗ khác đi ba ơi. Thường là trong mấy cái tủ này thường có chuột nè bay. Đó, để đây. Trời ơi, mày để giữa đường vậy con gì ăn? Sai rồi mày ơi, nó ở dưới sàn giường nè. Mấy con chuột nó ưa chí sàn giường nè. Đó, để cái bẫy đây rồi. Trời ơi, mấy em bớt tào lao đi, để thầy đi cho. Nghĩ sao mà chuột nó ở tùm lum tà la hết trơn vậy, dưới nào là sàn giường ở trong tủ. Thường chuột nó sẽ ở chỗ tối đây nè, thấy không, quá trời chuột luôn nè mấy em ơi. Trời đất ơi, nhìn ghê quá. À, chuột thầy ơi, né thầy ơi, ghê quá thầy ơi, nhiều quá vậy. Trời, nghĩ sao vậy mà mặt mày vậy, sao chuột chim bí. Thầy thầy đừng lại gần thầy ơi, ghê quá thầy ơi. Ủa mày cũng sợ mà mày nói tao gì mà xin trắng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt chuột nha. Đi kiếm chỗ nào đặt cho nó chui vô mới được. Trời ơi, mấy con chuột này nó trở thành yêu quái mấy em ơi, nó không sợ mình luôn. Để em thầy, để em thử thôi sao. Để coi nó có chạy không nha. Đây, 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 cái con này nè. Chạy không mày? Rồi, bây giờ sẽ đặt bẫy nha, đó. Ôi, thầy ơi, nó chui vô 3 con luôn kìa thầy ơi. Trời, một lần mà vô 3 con luôn. Wow, mà bây giờ trong cái lồng có được 4 con là sao? Có nghĩa là vô đó xong cái nó giao phối với nhau, nó đẻ ra 1 đứa nữa mày hiểu không? Chạy ơi, chạy ơi, hay biết bỏ đâu rồi mấy đứa ơi. Bây giờ chúng ta chỉ cần bỏ vô cái lò vi sóng, lúc mà cô mở ra thì cô sẽ ú à. Lẹ thầy ơi, đấy họ bị lụm đầu nữa thầy ơi. Ờ đúng rồi, trời, 4 con luôn, ghê quá à. Gặp em là em té xỉu luôn á thầy ơi. Chạy 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 thầy ơi. Đây, chúng ta chuẩn bị có một cái điều bất ngờ rồi mấy đứa ơi, xem nha. Ôi những cái bánh thơm ngon. Ê trời ơi, chuột ơi, chuột ơi, đừng ma, đừng có bố quần tao mà, đừng ma, đừng. Yeah, nhiệm vụ hôm nay là kết thúc. Nếu các bạn có thấy hay thì nhớ để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho thầy trò của mình làm tập tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Tạm biệt, chào, hẹn gặp lại.